Sự việc xảy ra trong giờ giải lao của buổi học ngày 16 tháng 11 tại trường Trung học cơ sở Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đại diện phòng giáo dục đào tạo thành phố Thủ Dầu Một cho biết, thời điểm trên là giờ giải lao của tiết học thứ hai. Thông tin ban đầu, nam sinh NNL đang học lớp 6, đi từ phòng học ra ngoài hành lang phòng bộ môn rồi ngồi lên lan can. Bất ngờ em với lên phía trước và rớt thẳng từ tầng 2 xuống đất bất tỉnh. Ngay sau đó em được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương và tiếp tục chuyển đến bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh vì tình trạng quá nặng. Phía bệnh viện Chợ Giấy cho biết, sau khi được cấp cứu tình trạng bệnh nhi đã ổn định, đang được theo dõi tại đây. Lãnh đạo trường Trung học cơ sở Chánh Nghĩa đã báo cáo tình hình lên cấp trên. Thường xuyên có dấu hiệu ảo giác. Được biết trước đó, em L. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.